Bác Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bác Sa Đức Huy đang có mặt và chia sẻ cho quý vị tại Festival Thủ đô năm 2024. Và trước mắt quý vị là một cái xe cẩu và đang cẩu cái tác phẩm xuống triển lãm Thủ đô. Chúng ta sẽ tiến lại gần để xem tác phẩm đó là tác phẩm nào quý vị nhé. Nhìn xa thì thấy một cái lọng rất to quý vị ạ. Có lẽ là sẽ một cái tích vinh quy bái tổ gì đó đây. Chào tất cả các anh nhá. Chào tất cả các anh đang có mặt ở đây. Tác phẩm Tiến sĩ Hiền Hồi, tác phẩm của nhà vườn Long Đình, công ty trách nhiệm hữu hạn Ngạc Nguyễn. Đúng như dự đoán, đây là một cái tích làm vinh quy bái tổ. Một tác phẩm khá đặc biệt quý vị ạ. Tương đối thôi. Một tác phẩm phải cao tầm hơn 2 mét quý vị ạ. Anh chào ngang nhá. Chào em. Chào anh. Đã mang tác phẩm đặc biệt về với thủ đô rồi. Em mang một tác phẩm đấy hả? Em mang một tác phẩm này, một tác phẩm si nữa, còn lại tầm mai nữa. À thế hả? Quý vị ơi, một cái tác phẩm có tên là Tiến sĩ Hiền Hồi và làm theo tích vinh quy bái tổ. Em ơi, em mang cái tác phẩm tâm huyết của nhà vườn về với Festival Thủ đô thì em có cảm thấy là vui không? Hay là em rất là vui anh ạ. Hôm nay cũng là một ngày trọng đại của đất nước, đó là ngày Quốc khánh. Như là cũng là sáng mùng 1 sớm mai thì chúc toàn thể anh em cũng như chúc anh Đức Huy là luôn mạnh khỏe và phát tài phát lộc. Cảm ơn em nhé. Vâng. Em đã mang một cái tác phẩm có những cái đường nét đặc biệt. Có thể những cái tác phẩm của em thì không phải to nhất và không phải đẹp nhất ở triển lãm, nhưng đặc biệt, ý nghĩa nhất. Đặc biệt và ý nghĩa. Vâng. Đúng em. Thì ở trong cầm kỳ thi họa thì tranh, trong tượng, trong các thứ đều có tích vinh quy bái tổ. À đấy, đúng rồi. Đây là dựa theo tích tổ của các cụ. Một cái đặc biệt là cái tên vinh quy bái tổ thì còn mang yếu tố nghệ thuật này, còn sâu xa, còn cái hàm ý nhân văn của nó. Trên này cái lọng rất to quý vị ạ. Làm rất là công phu. Quý vị ơi, trên cái lọng này bố sao đâu nhìn thấy có 3 tổ chim. Chim là tự nhiên. Nhưng tự nhiên này em? Vâng. Tự nhiên em mang cẩu vào đây. Ạ, đây là các cây dưới nhà em là hầu như quả khúc nào cũng có tổ chim. À thế trên à? Mái cổng, cái cổng vào vườn ấy cũng là một cái mái đình ấy. Thế à? Dạng mái đình đều có tổ chim ở trên đấy. Cũng đều có tổ chim ở đó. Vâng. Đợt này hơi buồn là mình đã mang đi thì chắc là ở nhà không có tổ nữa. Đi chắc là nó bỏ đâu. Có theo sao cái đây? Nó giả rồi. Đây quý vị này. Đây là toàn tổ chim trên này thôi. 3 tổ chim quý vị nhá. Ở giữa cái lọng kia một tổ chim nữa. Đất lành chim đậu một quý vị. Cái đó là thể hiện cái đất lành chim đậu. Cái mảnh đất ấy có lành thì chim mới đến. Không khí tại Festival Thủ đô ngay bây giờ đang rất tấp nập đông vui. Chào anh Đại nhá. Ba tổ chức này. Ba tổ chức này. Triển lãm hoành tráng. Hoành tráng. Anh là người phải cảm nhận thấy rõ nhất chứ, đúng không? Chắc chắn là rất hoành tráng rồi. Hôm nay thì ban tổ chức sẽ làm cái ngày làm việc rất là vất vả. Bởi vì dự kiến hôm nay sẽ tắc đường anh nhỉ. Tắc đường này. Mọi ngày đầu sáng mà xe đã lối đuôi nhau thế này. Hôm nay là các cây tiếp bắt đầu ngày đêm. Vâng. Trong
quý vị chiêm ngưỡng đây là mặt sau của tác phẩm. Rất đặc biệt và quý vị. Thưa quý vị, tác phẩm gì được kê xong rồi. Và chủ nhân ai đến Festival Thủ đô cũng muốn lưu lại một kiểu ảnh, lưu lại cái kỷ niệm về Festival Thủ đô. Và Bossa Huy cũng lưu lại cho các anh em một kiểu ảnh. Mời anh rồi mời em nhé. Mọi người nhìn đây nhá. Bên tác phẩm Tiến sĩ Hiền Hồi của em Ngạc. Mọi người nhìn đây. Mọi người cười tươi nhá. Đây có lẽ là một cái kỷ niệm ấn tượng và sẽ nhớ mãi với cá nhân em Ngạc và các anh em ở đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người sẽ có một cái cuộc triển lãm mang lại rất nhiều những cái giá trị tinh thần, giá trị niềm vui, và sẽ thông qua cái cuộc triển lãm này sẽ đem lại rất nhiều điều cho nhà vườn em nhé. Cảm ơn anh ạ. Chào chào anh em. Chúc mình kìa, anh bên này cái. Diệu ơi. Đây cây mình. Đây cây bên cạnh này cũng muốn lưu lại một kiểu ảnh quý vị này. Đoàn đây. Cùng một đoàn à. Đoàn mình mấy giờ sang ở nhà đi? 3 giờ sáng đi. 3 giờ sáng. 3 giờ sáng Hưng Yên đi quý vị. 3 giờ sáng Hưng Yên đi. Ồ rồi rồi, rất là vất vả. Thế rồi, anh em đứng vào đây nào. Ông đi, ông lớn ông vào trong. Lưu lại một kiểu ảnh nhá, bởi vì mọi người rất là háo hức với chuyện Festival Thủ đô này này. Đây là tác phẩm này của mình là em tên gì nhỉ? Mình tên là gì ạ? Lão Long Tọa Sơn. Thì tác phẩm này vừa rồi bạn có chia sẻ là đã xuất hiện ở nghìn năm Thăng Long đúng không? Thì sau 14 năm lại xuất hiện trở lại. Xin được cảm ơn tất cả anh em đang có mặt ở đây. Và mời mấy anh em nhìn đây để lưu lại một kiểu ảnh nhá. Mời anh em nhìn đây, cười tươi nhá. Rồi, cười tươi lên. Rồi, xong rồi. Cảm ơn tất cả mọi người. Cũng là một cái thước phim, và cũng là một cái thước phim lưu lại những cái kỷ niệm cho đoàn Hưng Yên, rồi đoàn Hải Dương về với Festival Thủ đô. Và đến đây thì Bossa Huy cũng xin khép lại cái thước phim chia sẻ về cái công tác chuẩn bị cho Festival Thủ đô. Nay là ngày nhận cây thứ hai quý vị nhé. Triển lãm Thủ đô đang đón nhận rất nhiều những cái tác phẩm quý, tác phẩm đặc biệt. Bossa Huy đến đây xin phép quý vị dừng lời đây. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và quý vị nhớ dõi theo những cái thước phim của Triển lãm Thủ đô. Bossa Huy sẽ truyền hình cho quý vị liên tục quý vị nhé.